Rồi, em test cái loa Pioneer Bluetooth nha. Loa này thì chạy bằng nguồn điện cắm sạc 12V. Nguồn sạc này. Đằng sau có cổng AUX ạ, mình có thể kết nối thiết bị ngoài. Ngoài ra thì anh em có thể kết nối bằng thiết bị Bluetooth nhá. Vâng. Loa thì đầy đủ hộp sách. Thông số thông tin loa thì ở trên hộp đây, mọi người có thể search trên mạng để biết thông tin. Đây em test Bluetooth nhá. Đang kết nối Bluetooth với cả cái iPhone 5 SE. Mời anh em nghe thử. Bluetooth nghe cũng khá là chất lượng tốt ạ.
Bác nào có nhu cầu thì inbox em nhé.